Xin chào tất cả các bạn. Da mụn, da nám, da đen, da gì gì chỉ cần bôi vài ngày là sẽ đẹp lên hồng hào và mọi trạng thái sẽ biến mất luôn. Ôi cái kem này hay quá. Bạn đang nghĩ gì? Để tôi thử đọc xem nào. Bạn đang bảo không, tôi không dùng kem trộn. Đây là tôi đang dùng rượu thuốc dân gian bí quyết gia truyền từ người dân tộc có phải không ạ? Và vân vân mây. Rất là nhiều thứ, nhưng mà bạn biết không, đã bao giờ biết được những cái điều mà bạn không biết không? Chắc chắn là bạn không bao giờ biết ạ. Đó là corticoid đã len lỏi vào bất cứ một cái sản phẩm nào có thể đến tay người tiêu dùng theo một cái cách miễn là có lợi nhuận khổng lồ. Trước đây, bạn thấy ở những cái loại kem rẻ tiền, ở rượu thuốc, nhưng giờ này kem trộn, corticoid nó đã sang xịn mịn hơn rất nhiều và nó ở những cái vỏ bọc rất là đẹp đẽ, thậm chí còn là made in Korea nữa. Giá lại còn đắt hơn những cái loại dược mỹ phẩm và mỹ phẩm sinh học. Và bạn có biết cái cách phân biệt chúng bằng cách nào không? Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc và điều trị da của Thủy Mộc Spa. Trong 8 năm qua, chúng tôi luôn tâm niệm là sẽ chia sẻ kiến thức đến với chị em phụ nữ, giúp chị em có một làn da đẹp và khỏe mạnh. Và chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, học hỏi những kiến thức về chăm sóc da để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Nếu bạn thấy cái kênh chia sẻ này của chúng tôi hay và có ý nghĩa, hãy subscribe kênh của Thủy Mộc để nhận được những kiến thức phù hợp nhất với bản thân mình nhé. Quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, Thủy Mộc Spa sẽ giúp các chị em phân biệt được đâu là sản phẩm có chứa corticoid. Như các chị em đã biết thì corticoid là một cái loại thuốc kháng viêm được sử dụng để điều trị rất là nhiều cái loại bệnh. Do là thuốc kháng viêm nên nó được sử dụng để điều trị viêm da bằng cách là ức chế và giảm cái triệu chứng viêm. Thực tế thì cho thấy rằng là chỉ sau vài ngày sử dụng corticoid, cái làn da của người bệnh sẽ giảm sưng viêm và trở nên láng mịn. Mặc dù cái tác dụng chữa bệnh làm đẹp của corticoid được xếp vào nhóm thuốc độc bảng B và đây là cái thuốc gây ngộ độc và nguy hiểm của Bộ Y tế. Nhưng mà rất là nhiều người nôn nóng là tự tăng liều dùng với hy vọng sẽ có một làn da đẹp trong một cái thời gian cực kỳ ngắn. Và rất nhiều người cũng không biết cái tác dụng phụ kinh khủng của nó, chỉ khi mà bạn thấy quảng cáo, nghe review, cũng muốn dùng ngay, cũng muốn mình trở nên đẹp đẽ một cách nhanh chóng. Thủy Mộc nói với các bạn là như thế này. Các bạn phải hiểu rằng là chu kỳ sinh trưởng của da sẽ từ 25 cho đến 40 ngày. Tế bào phải có thời gian sinh trưởng và phát triển. Vậy thì tại sao khi bôi kem lại đẹp lên trong vòng từ 1 đến 2 tuần, chỉ có khoảng 10 ngày? Thì với video ngày hôm nay, Thủy Mộc Spa sẽ chia sẻ cùng với các bạn cái cách nhận biết những cái sản phẩm có chứa corticoid, còn tác hại của nó đến với làn da và cái cách cai nghiện corticoid, cái cách phục hồi da, Thủy Mộc sẽ chia sẻ ở những video tiếp theo. Và chúng ta có thể nhận biết cái sản phẩm chứa corticoid như sau. Có thể dựa vào màu sắc. Theo cái kinh nghiệm thì kem trộn thường có màu vàng nghệ, màu hồng nhạt, màu hồng vàng, màu trắng là hồng, màu hồng phấn. Màu của nó thì còn lợn cợn, hơi đục và không đều. Tuy nhiên thì cái màu sắc thì chưa phải là yếu tố quyết định sản phẩm, đó chính là kem trộn. Thứ hai chúng ta có thể phân biệt là đó là cái mùi hương của sản phẩm. Các cái loại mùi hương của những cái sản phẩm chính hãng dược mỹ phẩm hoặc là mỹ phẩm sinh học của các cái hãng ở bên nước ngoài nhập khẩu về bên chúng ta đấy ạ, thì nó có một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng. Còn kem trộn thì nó sẽ rất là nặng mùi, mùi gắt và rất khó ngửi. Vì cái thành phần của kem trộn chứa rất là nhiều chất lột tẩy, chứa rất là nhiều kháng sinh, kim loại nặng, nên khi trộn lẫn vào nhau sẽ có mùi rất là khó chịu, nồng và hắc. Và tất nhiên là với cái công nghệ dùng kem trộn, họ không thể xử lý được những cái mùi đó. Thứ ba là chúng ta có thể nhìn tới kết cấu của mỹ phẩm chứa corticoid. Thì cái mỹ phẩm chính hãng khi mà thoa lên trên thì trên da đó thì kem nó sẽ rất là mịn màng, ẩm mượt và dễ tán đều trên da. Còn kem trộn do được pha lẫn rất là nhiều các cái thành phần khác nhau nên khi thoa không thể thẩm thấu một cách mềm mại và nhanh chóng lên bề mặt da được. Thứ tư, chúng ta có thể phân biệt qua bao bì của sản phẩm. Thì cái thiết kế bao bì của kem trộn thường có các cái dấu hiệu sau đây. Cái phần bìa của nó, cái vỏ thì làm khá sơ sài, nhãn mác in ấn thì thiếu chuyên nghiệp, thường không rõ nguồn gốc xuất xứ, cái nhà máy sản xuất ở đâu thì cũng không biết, không có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền, không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. Và đặc biệt quan trọng là trong cái thành phần bảng thành phần của kem trộn thì cái thành phần của nó không được ghi rõ ràng, bởi vì làm sao mà có thể ghi rõ ràng được. Kem trộn cũng không có tên thương hiệu cụ thể, tên của hãng không có mã vạch để bạn có thể kiểm tra sản phẩm. Và công dụng ở trên cái bao bì thì rất là sơ sài.
Tuy nhiên, hiện có rất là nhiều loại kem trộn tinh vi hơn, họ đầu tư bao bì nhằm đánh lừa người tiêu dùng, rất là đẹp luôn. Và khi nhìn vào kết quả thực tế thì bạn sử dụng mỹ phẩm corticoid thường trong một tuần sẽ có những cái biểu hiện ngay sau đây luôn. Bạn sẽ thấy da bạn láng mịn, căng bóng nhanh chóng, mụn cám sẽ biến mất sau vài ngày sử dụng kem. Da sẽ trắng lên, bật tông nhanh chóng chỉ sau vài lần dùng. Sờ tay lên trên da sẽ có cảm giác mọng nước và mềm mịn. Các cái mảng nám và mảng tàn nhang sẽ biến mất đi một cách rất là nhanh chóng. Thậm chí những cái nếp nhăn li ti hoặc là cái nếp nhăn sâu cũng được cải thiện ngay trong vòng 1 tuần đến 10 ngày. Mặc dù đây có thể là những tín hiệu rất là tích cực, nhưng thực chất nó không hề tốt như nhiều người vẫn là nghĩ đâu. Một cái sản phẩm chất lượng sẽ có tác dụng từ từ, nó sẽ có cả một cái quá trình làm khỏe da của bạn lên. Bạn sử dụng vài tháng, thậm chí cả năm mới có tiến triển tốt. Còn kem trộn sẽ khiến bạn đẹp lên nhanh chóng, nhưng chỉ sau một cái thời gian rất là ngắn thôi, da bạn sẽ trở nên thậm tệ và rất khó để khôi phục lại. Và biểu hiện của nó tồi tệ như thế nào thì cái video ngày mai mình sẽ chia sẻ tiếp. Còn các bạn, nếu thấy video này hay, có ý nghĩa, đừng quên để lại một like cho Thủy Mộc Spa, bình luận ý kiến của các bạn về kem trộn hoặc là về làn da của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.